bạn học thầy, có cô con gái đó đi du kích rồi bị chết, thì sau khi mà giải phóng rồi đó thì người ta gom liệt sĩ rồi ta đem về huyện ta làm cái nghĩa trang người ta chôn. Thì cái cô gái là con của ông bạn thầy đó, thầy đào lên mà nó còn nguyên à, nó giống như là nó khô lại thôi chứ nó không có rã, cho nên không có đem vô cái nghĩa trang liệt sĩ được, mà chôn ở ngoài, xin đất ở ngoài chôn. Thì 4 năm sau đó mới đào cái mộ này, cái xác này thì cái thịt nó rã ra. Còn trước đó thì cái chỗ mà chôn cổ đầu tiên đó, đào lên cái xác của còn nguyên nè, gói cái bông xô của Trung Quốc rồi chôn còn nguyên hết. Thì ông bố đó, ông mới nói bây giờ đem cái xương đó sắp vô trong cái tiểu rồi đem vô nghĩa trang liệt sĩ. Còn cái tóc thì ông mới lấy cái tóc ông gói ông đem về, ông để lấy cái hộp ông để lên cái bàn thờ nó ở nhà nè. Ông nói con gái ông bây giờ xương tan thịt nát, giờ còn cái tóc, thì ông lấy cái tóc nó ông đem về cái hộp ông để cái bàn thờ kỷ niệm. Thì cô ta về cô ta mới đòi, cô đòi cái tóc. Mà ông nói không phải nó đòi một mình tôi nè, cả cái quỷ ban nó đòi hết. Cả quỷ ban đó, người lớn người nhỏ về trong quỷ ban nó đòi hết. Thì sáng hôm sau đó mấy người đó tới nhà họ nói đó, trời ơi, con Hường nó về nó đòi tóc ông ơi. Mà hồi đó mình chôn mình đem nó vô nghĩa trang liệt sĩ thì cái tóc đó anh lấy anh đem về. Mà bữa đó tụi tôi có đi dự cái lễ mà đưa cái hài cốt vô trong nghĩa trang liệt sĩ đó, thì bây giờ về nó đòi. Thì ông già nó cũng đòi tôi nữa, tức là đòi hết. Cho nên cả quỹ ban này với gia đình nó mới đem cái tóc này xuống cái mộ, cái nghĩa trang liệt sĩ đó, dỡ cái quách nó lên rồi để tóc vô đó mấy em. 20 mấy năm. Mà khi mà đào lên á thì cái xác nó không có rã, nó còn nguyên, nó chỉ khô lại thôi. Rồi mấy bây giờ mấy đem vô nghĩa trang liệt sĩ thì bỏ cái tiểu có chút xíu về làm sao đem cái xác vô được. Mới chôn ở ngoài cái nghĩa trang nó 4 năm. Rồi 4 năm sau mới đào lên. Thì đào lên thì ông già ông mới lấy cái mớ tóc ông để bỏ cái hộp ông mang về ông để trên cái bàn thờ nó về nó đòi. Cái chuyện thứ ba là cái ông này á là cán bộ huyện à. Mà cái gia đình này là cành nông nó bắn á, cái nhà này là chết 6 người. Nửa đêm cành nông nó bắn, hồi chiến tranh mà nó bắn chết 6 người đúng rồi. Rồi cái nhà nó bỏ hoang. Thì cái anh này đó mới nói thôi thì anh em du kích đó, cái nhà đã bỏ trống rồi về đó nghỉ đi, công tác rồi đâu rồi về đó ngủ. Thì mấy ông du kích ông nói với cái ông cán bộ này, anh Tám ơi, tụi em ngủ đó người ta đuổi, người ta không có cho ngủ. Cái chủ nhà này nó đuổi không có cho ngủ. Thì cái ông cán bộ ông nói trời, làm cách mạng mà cũng sợ ma nữa, tao ngủ cho. Bây giờ ông mới ngủ à. Rồi bữa đó ông vô nhà ông ngủ thì ông lấy cái ba lô ông kê cái đầu, cây súng này anh để ngực, cây súng để ngực đó. Nói vậy cho cũng sợ. Nói ở chừng anh ngủ, anh thiêu thiêu anh ngủ, anh thấy cái cần cổ lạnh lạnh, cái ảnh dòm lên thấy cái lưỡi ở trên nóc nhà nó le xuống nó liếm, bỏ súng bỏ ba lô chạy luôn. Ông kể thầy nghe, ông còn sống ông kể thầy nghe. Ông còn sống bây giờ, ông còn sống ông kể thầy nghe. Ở quê thầy đó, thầy về thầy ông mới kể nghe. Ông nói trời ơi, tôi mới biết cái chuyện đâu. Tôi nói cho mấy thằng lính tôi làm cách mạng mà cũng sợ ma nữa. Để tao ngủ cho. Thì bữa đó, nhưng mà trong bụng cũng sợ. Nói vậy mà sợ chứ không phải nào. Gan dạ thôi, có một mình thôi. Cái tôi lấy cái ba lô tôi gối cái đầu. Cái súng tôi để cái ngực này, đặng có gì tôi bắn. Tới chừng tôi nghe cái cần cổ nó lạnh lạnh, cái tôi dòm ra cái lưỡi trên nó le xuống liếm cái cần cổ tôi chạy, tôi bỏ súng bỏ ba lô luôn ở trên về. Tôi nói mấy anh lính, trời ơi bữa nay ma nó nhát tao mày ơi.
ở quê thầy. Bây giờ ở chùa thầy, bây giờ kể chùa thầy, ma đề nghe không phải đơn giản đâu. Cái anh này đã chạy xe thồ mà cướp cái cô giáo đó 4 cây vàng đánh số đề, thì cảnh sát đã bắt, nó đem nó nhốt 2 năm, nó đem rồi nó xử bắn. Thì khi mà xử bắn rồi đó thì cái dân ở chợ Bà Rịa thầy đó mới kéo vô trong cái chỗ mà xử bắn cái tử tù, mới cầu số đề. Thì cái anh này á, nhà ở sau chùa thầy đó, đi vô đó để cầu số đề mà giấy trúng đề đó, thì cúng con vịt quay nhưng mà không có cúng, mà trúng ít thôi chứ không nhiều lắm, không có cúng. Thì bắt đầu á là thua lại, thua nhiều tiền lắm. Thì khi mà cái anh chủ đề đó, anh nói mày thiếu nợ tao nhiều quá, mày không thanh toán, tao kêu xã hội đen thanh toán mày. Thì cái quan hồn mà xử bắn đó, nó đem cái anh này nó giấu. Anh làm bốc xếp ở chợ Bà Rịa đó, cải rau Đà Lạt đem về đó, thì ảnh quân giác người ta trả tiền ảnh. Nhưng mà tại sao mấy bữa nay đã đem về tiền ít quá, bà vợ bà cằn nhằn, bà nói chứ làm rồi cho ai? Tại sao ngày mấy ngày trước đem tiền về bao nhiêu đó mà bữa nay đem tiền về bao nhiêu, cái làm sao mà vợ, hai đứa con, hai vợ chồng mà sống đủ? Bà vợ bà cằn nhằn, bà càm ràm. Thế đây cái anh chồng đó, cái dòng linh mà bị sự bắn nó nhập vô, nó đem nó giấu. Bây giờ về bà vợ bà càm ràm, bà mắng giết rồi nè, cho nên ảnh nói hành hung với bà vợ, xách ra bà vừa bà vợ. Thì lúc 12 giờ trưa mà quý vị biết, ở trong xóm thầy nó kéo về chùa thầy cả 100 người rồi, 100 người rồi. Thì cái con vợ nó chung vô cầu thang nó chốt. Thì cái anh chồng mà cái người xử bắn nhập vô đó, vô thầy để ngồi xuống đừng có la, vô chùa đừng có la, cái gì nói đừng có la, anh ngồi xuống. Nhưng mà cái đặc biệt quý vị biết, con mắt của anh lúc đó là không có tròng trắng, không có tròng đen, mà tròng đỏ không, hai con mắt nó đỏ ngầu. Còn cái tóc nó dựng đứng lên giống như mình lấy cây tăm mà mình cắm xuống vậy đó. Ngồi xuống đất đó, anh mới kể cho thầy nghe, anh kể hết rồi đi nghe. Quánh số đề, bây giờ thua quá đi, thì cái anh chủ đề mới nói là mày không chung tiền cho tao, tao kêu xã hội đen mày dứt mày. Cho nên con thấy tội nghiệp quá, con dẫn con đi giấu. Cái tâm linh nó nói, con thấy tội nghiệp, con dẫn cái xác này đi giấu. Thì đâu có tiền đi bốc xếp, đâu có, mới đem tiền về cho bà vợ chút đỉnh gì đó. Bà vợ bà cầm ra bà mắng bà chửi, con tức con nói đồ ngu, là ta đem ta giấu cho để nó xã hội đen nó hành hung, mà không biết là chửi bới nữa. Thầy nói thôi cái chuyện đó thế gian người ta không có biết, bây giờ thầy xin đừng có nóng giận, đừng có nóng giận nữa. Bây giờ cái số tiền đó, cái xác này nó thiếu nợ bao nhiêu, thầy nói gia đình nó trả. Bây giờ gia đình ta yêu cầu đó, còn làm sao cái xác này đừng có đánh số đề nữa, chứ không thì tội nghiệp quá, đã nghèo rồi mà chơi số đề nữa là chết. Cái tâm linh đó, sư phụ lấy cây kim á, lấy chỉ quấn cái đầu cây kim rồi chăm 10 cái đầu ngón tay rồi nặng máu ra, chấm lên cái tờ giấy trắng, 2 cái bàn tay, xong rồi đốt giấy đó bỏ vô nước cho nó uống, nó không có đánh nữa. Thầy nói thôi được. Thầy nói mấy cô lấy kim lấy chỉ lên quấn cái kim rồi chích mấy đầu ngón tay nặng máu, lấy 2 tờ giấy trắng chấm xuống rồi đốt cho nó uống xong. Bây giờ không đánh được, không đánh được. Xong rồi nói sư phụ ơi, may lắm con mời sư phụ
ra nhà con chơi, hỏi nhà con ở đâu cái chỗ mà xử bắn đó. Thì may đó, nó chở thầy ra chỗ đó thì cái cây thánh giá nó cắm đó. Rồi ở dưới cái gốc cây thánh giá, nào là mì gói, nào thuốc lá, nào bánh ngọt rồi đó, để lung tung. Thầy hỏi ở đâu chứ, họ đi xin số đề họ cúng đó sư phụ. Họ đi xin số đề họ cúng đó đó. À, rồi ngoài cái đường đi vô trong cái chỗ xử bắn đó, có một cái hàng cây. Cái nó đi ngang nó hỏi sư phụ biết sao mà ta đem quần áo cũ ta treo lên cây, mấy cái cây đó không? Thầy nói ai biết đâu, chuyện ở trong núi trong non ai biết đâu. Con đó, mấy người đi xin số đề con nhé, cho nên họ sợ ma, họ lấy quần áo cũ họ treo lên đó, họ sợ ma đó, con làm đó sư phụ. Trời đất ơi, mày chơi cái gì kỳ cục vậy? Nó kể cho thầy nghe, nó là có chừng về đó, nên nó nói sư phụ ơi, cho con uống rượu buổi bữa nay, mai con quy y, sư phụ không có cho uống rượu. À, thằng anh nó chở thầy, nó này nó đi chiếc xe gắn máy, thằng anh nó chở thầy. Thì ba thầy trời vô cái quán đó, thằng anh nó mới lấy cái ly, mới kêu cho nó ly rượu. Một thùng 3 lít uống hết. 3 lít rượu đế uống hết, lấy cái bát mà ăn phở rồi uống cho ông thầy uống cái ly nữa. Thằng anh nó trời ơi mày uống cái gì nó ma quỷ uống, uống vô cái mặt. Ngày mai thầy quy y không uống nữa. Ngày mai sư phụ quy y không có uống cho uống rượu nữa, bữa nay cho uống rượu một bữa thôi. Thì thằng anh nó tưởng đọc cho bình thường, thì một người uống một ly rượu trắng rượu đế mà lấy cái ly nó mua chút xíu thôi. Thì nó chỉ cái thùng đó, nó lấy cái tô mà ăn phở đó, nó đổ rồi uống hết. Thầy đứng đó thầy hết hồn luôn, chấm dứt. Thầy về thầy quy y rồi là không có uống rượu nữa, không vấn đề nữa. Tới bây giờ nó nuôi hai thằng con, nó học đại học bình thường. Chấm máu 5 cái ngón tay này, rồi in vô cái tờ giấy đó, rồi đốt 2 cái tờ giấy đó cho nó uống là nó không có đánh số đề nữa. Mà cái tâm linh nó chỉ cho ai mà biết. Thầy nói chắc nha, chứ bây giờ gia đình nó nghèo lắm, ba mẹ nó già, nó làm nó phải nuôi ba mẹ nó. Mà bây giờ hai đứa con nó còn ăn còn học mà nó đánh số đề kiểu đó thì nhà nó nghèo làm sao, không có cho đánh nữa nha. Mà hứa đàng hoàng cho tới bây giờ là không có đánh số đề nữa, làm ăn đàng hoàng, nuôi hai thằng con trai đó học đại học đàng hoàng. Ở sau chùa thầy. Rồi tiếp theo, cái cô này đã đạo Thiên Chúa mà giận ông chồng thắt cổ chết. Cô ta kiểm soát cái điện thoại của ông chồng, có cái tin nhắn của cái cô gái nào đó rồi ghen. Cái nhà thì bề ngang 4 mét, làm cái nghề uống tóc. Thì có cái cây sắt nó băng ngang vậy đó, là treo cái màn này uống tóc. Mà thắt cổ thì cái chân không có hỏng đất mà chết. À, ông chồng đi xe tài xế về mới mở cửa thấy bà vợ bà toàn ten mà cái chân còn trống dưới đất rồi mà chết. À, cho nên la lên thì cảnh sát ở khu vực họ tới họ kiểm tra thì họ mới nghi là ông chồng nó dựng cái hiện trường giả. Tức tại sao thắt cổ mà không có hỏng tới chân là làm sao chết. Họ mới điện cho công an của huyện bắt các anh nó nhốt một tuần lễ họ điều tra. Họ nghi là cái người chồng nó dựng cái hiện trường đó chứ không phải cái người thắt cổ. Nhưng mà cuối cùng hết thì họ không tìm ra cái manh mối. Rồi cái bà má mới lên nó thưa với thầy, xuống thầy vớt vong dùm nó chút, tội nghiệp của nó thắt cổ, nó mới có 30 tuổi, nó giận chồng nó thắt cổ. Thầy xuống thầy trì chú, thầy vớt nó lên xong về. Ba bữa sau cái bà má nó lên đó, sư phụ ơi, nó về nó nói với con đó, có cái anh thanh niên đụng xe ở trước nhà con á, chết tại đó đó. Nó nhờ con lên thưa với sư phụ xuống vớt dùm cái anh ở ngoài đường dùm. Trời đất tới tàu lao, cái thân nó chưa xong nó còn nhờ sư phụ vớt cái anh ở ngoài đường nữa. Thầy mới xuống, thầy xuống tới nhà, thầy kêu tài xế thầy đó, con lấy thước con đo từ cái cửa nhà này tới cái chỗ cái anh này chết mà cảnh sát nó xịt sơn đó, đúng 100 thước, đúng 100 thước. À, thầy vớt xong rồi, rồi nhờ bà mẹ lên thưa với sư phụ á, là đi vớt cái anh mà
té xe chết đằng trước nhà rồi, cách cửa nhà 100 thước. Thầy xuống thầy đò đúng 100 thước. Thầy mới nói cái thân này chưa sống mà còn tào lao đi làm cho người khác nữa. Như vậy đó, thầy thấy là cái cô Thiên Chúa này cũng có kết quả, mà cái anh mà đụng xe chết ngoài này cũng kết quả, là cũng nhờ thầy mà, cũng nhờ thầy làm mà nhập vô má rồi. Bây giờ cái thằng xì ke, cái thằng ma xì ke đó đằng sau chùa thầy á, 19 tuổi, hồi thầy làm chùa đó thì nó có chạy qua nó làm công quả, lúc đó nó 15 tuổi, 18, 19 tuổi. Thì nhà có hai mẹ con mà nó ở cái thời kỳ thứ ba nó tiêu chảy dư lắm. Bà má thì sáng ra ngoài chợ đi bán mà nó ở nhà nó phóng quế tôi tanh hôi lắm. Có cái người em ruột làm bác sĩ ở trên bệnh viện Chợ Quán á, thì bà mới đem nó lên bà bỏ nó trên đó. Thì cái mục đích là thôi bỏ nó trên đó cho nó chết. Có ông cậu nó trển, rồi bỏ nhà xác rồi đem nó về chôn. Chứ bây giờ ở nhà có một mẹ một con mà nó bày hày nó dư như vậy thì làm sao? Đem nó bỏ trên nó chết. Ở trên Chợ Quán mới đem nó ra cái nhà xác bỏ nó đó. Thì cho hai má nó đem nó về chôn cất đàng hoàng. Nó về nó nói với em nó đó, em không phải em ruột, em chú bác cái nhà kế bên đó. Nó nói qua chùa nói sư ông lên nhà xác ở Chợ Quán đó, rước nó về cho người ta đánh nó đông lắm, đánh nó chịu không nổi. Thì má nó qua nó mới nói thằng Chiến nó nhập vô, thằng em chú bác nó nói nó nhờ thầy lên thầy vớt nó chứ giờ ở trên ta đánh nó chịu không nổi. Thôi đi tối khuya này đi. Thầy qua thầy mới nói bây giờ trên đó họ đâu có cho sư phụ tụng kinh làm sao mà ấy được con. Nó nói đâu có tụng kinh gì, sư phụ giái tên con đi về à, không có tụng kinh gì hết. Thôi đi sáng đi. Thầy nói với má nó bây giờ chị bao chiếc xe thầy đi riêng, tôi đi riêng, tôi lên tôi vớt nó rồi hai mẹ con đi về, tôi đi giảng ở dưới Mỹ Tho rồi chiều tôi mới về tôi quy y cho nó. Thầy lên tới đó thầy đứng ngay cái cửa nhà xác, thầy mới nói Chiến ơi, hôm qua con nói đó sư ông lên sư ông giái con về, bữa nay sư ông đi giảng sư ông ghé sư ông rước con về với má con nha, chiều nay tối nay sư ông về sư quy y cho con. Nói về cái thầy đi má nó về, thầy tới nhà nó không chịu về, nó nhập vô cái thằng hôm qua nó nói đó không có đi với má, đi với sư ông chứ không đi với má, nó ghét má, nó má bỏ má con, bỏ con mà đâu có tình cảm gì, đem con lên nó bỏ cho chết, đi với sư ông chứ không có đi với má. Thầy phải lên cái nhà xác ở Chợ Quán nó thầy rước một lần nữa đi xe thầy về nó mới chịu, đi với má nó không chịu, nó không chịu. Nói như vậy thì quý vị biết mà ở sau chùa thầy ơi. Bây giờ tới Nha Trang mà tới thầy học ở Nha Trang đó. Nha Trang có mấy cái chuyện đặc biệt lắm. Năm 72 đó là cái sân bay Nha Trang đó, thì chung quanh cái sân bay đó người ta làm cái hầm trú ẩn, bởi vì mấy ông cách mạng ở trên núi Lòng Bò đó thì 1-2 giờ khuya là pháo kích xuống sân bay, cho nên á chung quanh cái sân bay đó dân người ta làm cái hầm, thì có mà pháo kích thì họ gia đình họ chung vô đó. Thì cái anh Phật tử này đó thầy chiều ảnh xách cái đàn binh ảnh rọi cái hầm nhà ảnh, không bữa nào cũng rọi hết, sợ rắn rít đâu đó, ảnh cẩn thận lắm. Thì tới 1 giờ ảnh nghe trên núi Lòng Bò nó đề ba rồi, thì ảnh đánh thức ảnh đưa con cái anh vô, thì một người vô rắn nó khè, rắn hổ, hai người vô nó khè, ba người vô nó khè. Ảnh nói trời ơi rắn ở đâu trong dữ vậy sao vô, không dám vô. Mới gõ cửa cái nhà cái bên đó, mới mở cửa cho gia đình ảnh qua bên đó tị nạn. 11 người, cái nhà đã 11 rồi. Thì trái cành đông nó rớt ngay cái nhà đó, sập cái nhà đấy. Sáng anh về ảnh dọn dẹp thấy máu không ở trong cái hầm đó. Anh nói trời ơi nhà mình đi ra khỏi hết rồi, ai chung vô cái nhà này mà chết. Anh thắc mắc là có người chết hay có máu. Nhưng mà kiểm tra lại là 11 con rắn, rắn ông, rắn bà, rắn cha, rắn con và 11 con, nhà ảnh 11 người, 11 con rắn chết.
ảnh mới đi mua 11 cái hòm, cái quách cho con nít đó. Ảnh liệm mỗi một con là một cái hòm. Ảnh lên trên viện Hải Đức chỗ thầy học đó, mời quý thầy đi đưa đám ma đem nó ra ngoài nghĩa trang Phật giáo đèo rù rì chôn. Thầy đi đưa cái đám ma đó, 11 con rắn ở nhà trang. Anh mới nói là gia đình tôi 11 mạng, thì 11 con rắn này nó vô, nó thay 11 người này nó khè, cho nên tôi không dám đưa con tôi vô nữa. Một đứa nó khè, hai đứa nó khè, ba đứa nó khè, tôi hết hồn rồi. Tôi nói trong này một ổ rắn lên làm sao dám vô, nó cắn chết. Tôi chạy qua cái nhà kế bên kêu cửa để đưa vợ con qua lánh nạn, thì nó thấy cạnh đồng nó rước ngay cái nhà, nó tan hoang hết sáng. Về kiểm tra lại máu không ở trong cái hầm đó, tôi mới hết hồn, ai chung vô đi chết. Gia đình mình đi ra hết rồi ai vô đi. Tới chừng dọn dẹp hết thì phát hiện là nhỏ lớn 11 con rắn hổ, hổ mang lắm, 11 con. Cho nên ảnh mới hết hồn để tan luôn, gia đình ảnh để tan. Rồi anh mua mấy cái quách nhỏ nhỏ đó, anh liệm cứ cái quách này con rắn, cái quách con rắn, lên trường Phật học ở Hải Đức đó, mời chư tăng xuống để tụng một thời kinh Di Đà niệm Phật, rồi đưa 11 con rắn ra cái nghĩa trang của Phật giáo đều rù rì để chôn. Thầy có đi đưa chôn. À, bây giờ thì cái chuyện là đi quảng pháp bên Mỹ quý vị nghe. Thầy qua Mỹ nó có hai việc đặc biệt lắm. Hôm đó thầy giảng ở chùa Như Lai Thiền Tự ở tiểu bang Arizona, mà Chúa Nhật thầy giảng 3 thời tới 9 giờ đêm, xuống pháp tòa mệt quá. Thì có hai vợ chồng nó mới vô nó thưa thầy, thằng con trai con nó nhảy cầu nó chết, là nó ở Chicago, mà nó nhập vô con nhỏ bạn gái nó nói vợ chồng con lên chùa Như Lai Thiền Tự này thỉnh thầy xuống vớt nó lên, ở dưới đông lắm, nó hung lắm, nó không cho lên. Thầy hoan hỷ, thầy đi dùm, hỏi xa gần 9 tiếng xe, mà xe bên Mỹ nó chạy 160 cây số giờ. Đường của Mỹ là 6 lên, nó chạy thoải mái. Chạy 160 cây số mà chạy 9 tiếng. Thôi đi. Như vậy trên xe đó là hai vợ chồng, thầy với cái cô bạn gái của cái thằng 17 tuổi chết rồi. Đi tới đó thì 6 giờ sáng mới tới. Đứng trên cái cầu đó thầy nói bây giờ đi đột ngột quá, tôi không có bông hoa, không có nhang đèn, không có lễ nghễ, làm sao tụng kinh con. Thế con nhỏ nó nói đâu có tụng kinh gì phụ niệm Phật cho con đây, con tên Trần Văn Tùng 17 tuổi. À, giờ vậy là bốn thầy trò mình niệm nha. Thì chấp tay Nam Mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, tiếp độ hương linh Trần Văn Tùng 17 tuổi. Có ba câu cái nó vỗ tay lên rồi sư phụ hồi về. Có ba câu cái lên về. Mà từ đó phụ về tới chùa là 3 giờ chiều. Thì về chùa mấy Phật tử ở Như Lai Thiền Tự nó về đây rồi sư phụ ơi, nó bưng chè bưng sôi lên bằng Phật, nó chờ sư phụ về quy y cho nó. Thì nó đi tâm linh còn thầy đi bằng xe, sao thầy đi lợi nó. Nó đi về trước thầy, nó về trước thầy. Cả Phật tử cả chùa, mà cái chùa đó là mua cái nhà thờ, cái chùa Như Lai Thiền Tự mua cái nhà thờ, chỉ có đem ông Phật vô, còn cái nhà thờ còn nguyên hết. Phật tử mua cái nhà thờ đó làm cái chùa lớn lắm, đất đai đồ rộng lắm. Sao nghe vụ đó. Cái vụ thứ hai nữa đó là cái người Mỹ này nó giết hai người Mỹ da đen, nhưng mà không có tư thù, tức là nó cứu bạn đó. Là cái người hai người Mỹ da đen này nó đột nhập vô cái nhà của người bạn, nó giết 5 người. Nhưng mà cái anh này đó là bạn thân, cho nên anh biết, anh xách súng rồi anh bắn hai thằng Mỹ da đen đó chết. Chết ở trước cửa đó. Thì bắt kêu án tử hình. Tử hình. Thì trong cái thời gian nó ở trong ngục đó, nó nói với cái cai tù đó, mày kiếm cái sách về của tôn giáo tao đọc cho chán quá. Thì cái anh cai tù đó mới đưa cuốn thánh kinh cho nó đọc. Nó đọc mấy bữa nó nói thật chát, bữa nó nói thật khác đi, của cái đạo khác đi. Thì anh này mới đem cuốn kinh Pháp Cú đưa cho nó đọc. Nó đọc nó khoái quá. Ở trong đó nó tu luôn. Khoái quá rồi. Thì còn 2 ngày nữa là tử hình. Nó nói với, nó viết cái thư nó đưa cho cái thằng cai ngục đó, mày đưa với
cái ban giám thị đó xin một vị hòa thượng vô đây quy y cho tao. Thì bây giờ đó người ta mới mời một vị hòa thượng người Nhật Bổn vô trong cái trại biệt giam đó quy y cho nó. Xong rồi ngày mai nó đi tử hình. Thì đêm hôm đó đó là cái phòng biệt giam của nó là nó sáng rực hết mà trong đó không có đèn, không có đèn. Cái thằng cai ngục đó nó mới báo cáo lên trên nó tại sao là trong cái trại biệt giam của cái thằng này ngày mai tử hình mà giờ nó sáng rực lên hết, là tất cả người ta tới người ta quan sát nó sáng, họ mới kêu họ mời cái vị hòa thượng quy y cho nó thả bổng. Cái vị hòa thượng nó mới chở nó về Nhật Bổn cho nó tu. Thánh nhân họ không có giết, thánh nhân họ không giết, nhưng mà họ họp lại họ nói là nó để cứu bạn nó chứ nó không có tư thù nó giết hai người Mỹ già đen này. Cho nên mời cái vị hòa thượng Nhật Bổn đó là đưa nó về bên Nhật. Thì bữa đó thầy ghé cái chùa đó thì vị hòa thượng đó mới nói cho thầy nghe rằng sự thật là như vậy, sự thật là như vậy. Mà hòa thượng đó có nuôi con chó hay là muốn cái gì? Quý thầy mà vô đó thì nó chắp tay nó chào, còn cư sĩ thì nó giận. Đi bữa đó 5 người thầy với 4 cư sĩ nữa mà thầy vô nó chắp tay nó chào thầy, còn 4 cư sĩ nó làm vậy nó chào nó. Nó không có chắp tay. Mà ngày tụng pháp qua 1 tiếng rưỡi mà nó đứng vậy, mà nó đứng vậy nó chắp tay 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Quý vị thấy con chó đâu. Quý vị hòa thượng đó nó ở San Jose, vô ở San Jose đó. Thầy tới đó thầy thăm nàng vậy. Đó là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là ở Đài Loan. Thầy đi dự cái pháp hội ở Đài Trung, thầy ngồi chính giữa, một thầy người Mỹ, một thầy người Tây Tạng ngồi tụng kinh Di Đà. Cái pháp hội đó 5 ngày đêm tụng kinh Di Đà lớn lắm, cư sĩ 5.000, tăng sĩ là 1.000 của hòa thượng Quảng Tâm tổ chức đó. Thầy đang tụng kinh Di Đà có cái bà đó, bà chen đông người ngồi về, bà chen vô bà tới bà: sư phụ ơi, con tìm sư phụ 20 năm khó quá. Cô ta đi ra chỗ người ta thanh tịnh tụng kinh, tự nhiên vô làm mất thanh tịnh, mang tội đi ra đi. Bà bò lết ra, bà ngồi gốc cây ngoài bà chờ thầy. Thì thầy tụng xong rồi y áo còn đi lên cái tăng xá, thầy đi ngang bà đi: sư phụ ơi, con chết 204 năm, được 4 ngón tay, nhưng mà chết vậy lâu không đi đầu thai mà dữ dằn vậy, sao chết kể nghe coi nhiêu tuổi? Con ở Hải Phòng bị đánh cá rồi bộ, mà hồi xưa đâu có máy móc gì, coi trăng sao đi bảo vô không kịp, con chết 19 tuổi mà nay là 204 năm, con tìm sư phụ khó quá. Đi ở Hải Phòng, thầy ở Vũng Tàu, thì mày đi bằng cái tâm linh chứ đi tàu đi xe gì mà khó. Con ở Na Uy, hỏi sao mà ở Na Uy? Cái nữ này nè, quê ở Hải Phòng mà định cư ở Na Uy đó. Con qua bên Na Uy con nhập cái nữ này. Quý vị thấy đặc biệt không? Thôi vậy là bữa nay thầy trò gặp nhau rồi, con có cần cái gì sư phụ giúp cho phụ quy y cho con đi. Con tìm sư phụ khó quá. Thôi mày lại gốc cây kia tao quy y cho, chứ chùa đâu ở ngoài rừng nữa. Rồi xê gốc cây kêu người xuống thì vừa truyền tam quy cho nó, đặt pháp danh nó xong cái nó lại thầy ba lại nó xuất ra. Thầy hỏi chứ nãy giờ cô với thầy nói chuyện gì cô biết không? Con đâu có quen thầy, mấy cái chùa này có mời con ở Na Uy. Tự nhiên con bóc giá ba ba con về Đài Loan, mà họ nhỏ lớn con chưa đi Đài Loan. Vậy mà xuống Đài Bắc rồi con bao xe xuống Đài Trung lên cái núi này mà không ai dẫn đi. Và cái vong linh nó dẫn đi. Chứ ba đâu có biết chưa đi Đài Loan lần nào. Mà quê là quê ở Hải Phòng. Thì cái chú chết này quê ở Hải Phòng, cái bà này ở Hải Phòng định cư ở Na Uy. Cho nên nó biết thầy qua bên Đài Loan, nó dẫn cái bà này từ Na Uy đi về Đài Loan lên gặp thầy để quy y có nhiều đó thôi. Mà đâu có bằng Phật đâu, ra ngoài cái gốc cây đó bằng Phật ở đâu, người ta mà mấy ngàn người đúng không? Vậy xong rồi thôi. Thầy nói trời, thầy đi đâu nó cũng biết hết trơn á. Nó biết thầy ở Việt Nam qua Đài Loan, nó từ Na Uy nó về nó kiếm. Thầy hỏi cái con nhỏ này sao mà con biết thầy Việt Nam qua này, con nói với gia đình đi thỉnh ra sư phụ xuống phi trường New York con ra con đón mà. Trời đất ơi, nó biết thầy xuống phi trường New York ra nó đón.
cái thằng 17 tuổi đó, cho nên nó mới nhập vô con nhỏ bạn đó. Con nhỏ đó này 20 tuổi mà hồi nó chết 17 tuổi, cái thằng này cũng 17 tuổi. Nó mới nói ba mẹ của cái thằng đó 17 tuổi đó lên cái chùa Như Lai Thiền Tự đó, mời thầy đi vớt nó lên, đông lắm, nó hung lắm, nó không cho lên. Trời ơi, thầy hết biết luôn. Rồi cái câu chuyện ở bên Mỹ thầy kể cho nghe. Thầy vô cái viện bảo tàng ở San Jose đó, thầy đi hết cái viện bảo tàng, thầy thấy có một hai cái tượng bằng đồng mà nó dính cái ngực lại nè. Trong bụng thầy nói cái nhân vật này cũng vĩ đại lắm á, cho nên nó làm cái tượng đồng nó để trong viện bảo tàng chứ không phải đơn giản đâu. Ở dưới cái chân của cái tượng đồng nó có cái cuốn sách cũ lắm. Thầy mới nói nè, chú Minh Đức Phật tử đó, còn đọc còn giải thích cho thầy nghe, ra tao đọc đâu có được, đọc từ từ giải thích cái chỗ nào quan trọng đó mày nói rõ tao nghe. Thì chú đọc về chú mới kể thầy nghe. 1802 thì ở bên Thái đó, cái bà này bà sanh hai đứa nhỏ nó dính cái ngực lại, y tá nó chạy hết trơn, nó thấy nó sợ quá nó chạy hết, bà tự động rồi bà giải quyết cái chuyện đó thôi, còn y tá nó chạy mất hết rồi. Khi mà bà nuôi nó rồi nó 5-7 tuổi nó chạy nó đi chơi, thì cái anh này là dân thương buôn ở bên Anh đi qua bên Thái rồi mua bán, thấy hai thằng nhỏ này rồi mấy gia đình nó nghèo quá mới mua đã dẫn nó đi biểu diễn lấy tiền. Rồi bà nghèo quá bà bán nè, nó dẫn đi Anh, nó dẫn đi Đức, nó dẫn đi Pháp, nó dẫn đi tùm lum, nó lấy tiền. Thì cái năm mà hết hạn đó là năm thứ 10 rồi, nó đem về Mỹ nó bỏ hai nhỏ đó. Bây giờ hai nhỏ giờ nó lóng cống rồi, nó mới ghé cái nhà thờ đó mới nói với dì linh mục đó, nó trình bày cái chuyện đó, nó đưa cái giấy nó ra. Thì dì linh mục nó nhận làm con nuôi, mới là xin nhập quốc tịch Mỹ. Khi mà thì ngài cũng thấy nó tội nghiệp đó, nó tật nguyền mà nó cũng siêng sáng đó, ngài mới làm mai cho hai chị em ruột lấy hai anh em. Mà cái chỗ đó đặc biệt thế này nè, ngài nghỉ một tuần lễ, bây giờ vợ chồng thì mỗi một cặp một cái giường, bây giờ thằng là nó dính lại rồi làm sao làm hai cái giường. Thầy mới làm cái giường mà bốn người, cái con chị thì nằm bên thằng anh, còn con em nằm bên đẻ ra 21 người con, 21 người con. Bây giờ đó vị linh mục đó mới nhờ cái gia đình bên vợ nó mới khẩn đất cho nó trồng cây ô liu. Bây giờ cái gia tộc của nó là 1500 người, nó giàu nhất ở đó, giàu nhất ở đó. Cho nên đến 1800 nó 80 tuổi, thằng anh đã 80 tuổi thì nó mới chết đi. Thì vị linh mục đó nhờ bác sĩ Mỹ đó tách ra thằng em ra. Thằng em nó không chịu, nó nói anh em nó dính lại, giờ đợi nó dính lại, 4 giờ sau thằng em chết luôn. Cho nên chôn cái hòm cũng hai thằng dính nào được. Mà cái giường thì 4 người, mà cái thằng anh thì con chị, mà thằng em thì con em, chứ nó dính nhau sao tách ra được. Mà bây giờ nó giàu nhất, cái tiếng họ đó nó giàu nhất ở Mỹ đó. Cho nên sau khi nó chết rồi đó là làm cái tượng đồng để trong viện bảo tàng. Thầy vừa đó thầy thắm cái mặt thì dân Á Châu chứ không phải Mỹ, nhưng mà có cái lịch sử đặc biệt rồi. Bữa đó thầy giảng cái chùa Bát Nhã ở Cali, đang giảng cái đạo tràng Bát Quan Trai sáng chủ nhật, quý vị biết không, dòng đi vô nó nhập mấy cái nó vỗ tay nó hoan hô. Cái thầy trụ trì, hòa thượng trụ trì nó mới xuống mới thưa thầy, thôi bây giờ thầy nán thầy ở lại thầy giúp dùng mấy cái người đó, chứ giờ chùa nó mà ma quá trời, tưởng nó tôi đi quảng pháp mà chứ đâu phải đi đến đâu được đâu. Bây giờ nói họ về Việt Nam đi, chứ cái lịch tôi đi là một tuần là đi một bang, mà đi 9 bang, mà giờ ở với thầy rồi mấy cái bang cái nó sắp đặt nó mời Phật tử rồi làm sao, không có được. Thôi bây giờ mà thầy nói mấy gì nó chịu khó về Hội Phước đi, tôi trì chú, tôi trì xong nhập hết rồi, nhập hết rồi. Ở với chùa
Bát Nhã đó. Thế thì hôm đó là cái trai đàn bạc độ cho thai nhi ở huyện Cần Giờ, thì ban tổ chức mời sư cô Hương Nhũ xuống giảng một buổi chiều 30, thầy giảng tối mùng 1. Cô Hương Nhũ giảng xong rồi cái mấy cái thai nhi nó nhập vô, nó nói với ban tổ chức: tại sao mời hòa thượng xuống giảng mà không thấy hòa thượng cô này xuống làm chi? Nó chê cô Hương Nhũ. Sư cô Hương Nhũ mới điện thoại cho thầy, nó phụ ơi quê quá còn giảng nó chê. Thầy mới nói: cô có tiến sĩ chứ thầy đâu có tiến sĩ đâu, cô giỏi hơn thầy chứ. Mà thôi không có duyên thôi, để mai thầy xuống thầy giảng. Mấy thầy mới lấy cái chương trình á đọc cho nó nghe là chiều 30 sư cô Hương Nhũ giảng cho Phật tử sống, tối ba mùng 1 hòa thượng giác hạnh xuống giảng cho thai nhi. Nó gật đầu. Phải đưa cái chương trình cho nó nghe đó. Về bữa đó Diệu Lộc với Minh Trần nó chở thầy xuống, xuống tới nơi rồi nó sắp hàng ở ngoài đường này vô chùa cũng có gần 200 mét vậy đó, mà thầy thấy nó lúc lắc ra rồi mà không nói thôi thầy đi, cứ đi bình thường. Lên tới pháp tòa này nó dọn cái pháp tòa lên cao rồi hai bên gì ngồi đó vỗ tay quan hô. Ủa sau này có cái vụ gì mà quan hô? Dòm thấy nó lúc lắc hết thầy này, nó nhập vô được mà mẹ nó ngồi nó nhập vô hết. Tới chừng thầy xuống pháp tòa rồi quý thầy mới mời thầy vô trong bàn tổ, về cái trai đàn làm ở ngoài sân chùa đó. Đi vô trong bàn tổ đó mấy thầy tạ lễ, nó gạt ra nó không cho để nó vô nó tạ lễ, nó nói đớt đát vô cùng nít gì nó nhập vô nó tạ lễ. Cái thầy mới hỏi cho bây giờ đó cái đàn mà bạc độ này đó thai nhi tụi con về dự khoảng bao nhiêu, nói sư phụ nghe coi. Trên 5.000 cái thai nhi đó sư phụ. Trời đất coi mà tôi đâu có thấy ai đâu. Nó nói trên 5.000 cái thai nhi. Thôi thì mấy thầy rồi mấy vậy thôi lắc đầu hết trơn luôn, không biết rồi. Đặc biệt. Rồi cái chuyện ở dưới Bình Đại kể quý vị nghe. Cái anh Phật tử thì ảnh mua cái đất ở bên cồn Tam Hiệp, ảnh trồng nhãn. Mà khi nhãn nó có trái rồi để thu hoạch tới 10 mẫu tay được mà. Mới mướn mấy đứa nhỏ trong cái xã đó. Nó mới lặt, nó mới đóng thùng. Anh chở lên Mỹ Tho bán, nó nhập hết vô luôn. Cái thầy về ảnh qua ảnh nói: sư phụ ơi, cháu nội cháu ngoại con giờ mà nó nhập hết trơn cả xóm giờ sao sư phụ? Anh lấy ghe máy anh chở hết qua thầy, chở 40 đứa mà nó nhập vô 40 đứa. Trời đất ơi, từ ở dưới cái bến đò mà lên chùa đó nó sắp hàng nó đi giống như duyệt binh vậy. Nhỏ nhỏ còn 15, 16 tuổi còn trai gái nhập hết luôn. Thế về rồi thầy nói với nhà bếp đó: mấy vị nấu nồi cháo cho mấy em tối nó ăn rồi xong sáng nó về không có chuyện gì. Thầy nói thôi 7 giờ tụi con mấy Phật tử lên dẫn nó lên sắp hàng lên chùa hết cho thầy đi. Thầy lên thầy niệm hương, thầy lấy cái mỏ nhỏ thầy để trên đầu thầy tụng đại bi mà đứa là khúc chứ 40 đứa là sao tụng cho nổi. Cứ nam mô hát ra đát na ra ra dạ dạ cái quan nhỏ này quan nhỏ này, thầy tụng hết xong rồi xong sáng đi về. Nhưng mà thầy phải qua cái đất thầy xử lý, bởi vì cái lý lịch á là hồi trước đó cái chỗ đó là cái hậu cứ mà đánh cái trận nào đó thì dân quân họ mới khiêng bệnh binh về, nhưng mà về tới đó rồi chết hết. Sau giải phóng rồi á là mà ảnh mới qua ảnh mua đất, ảnh khai quang, ảnh trồng nhãn, đất tốt lắm, đất cồn mà. Vì vậy cho nên cái đất đó cái là quang hồn ở đâu đó quá trời qua đất luôn, thầy phải qua thầy xử lý cái đất đó mới được. Em luôn hỏi vậy, nó nhập sao mà 40 đứa một cái cồn đó mà chở một đoàn máy qua hết rồi. À, thầy biết chuyện nó bình thường không có gì khó hết đó. Cứ nó lúc lắc nó ngồi đó lúc lắc đó. Mà nó giận hờn nữa. Thầy tới thầy nói chuyện cái đứa này cái đứa kia nó xây mặt qua nó giận thầy.
Rồi đứa kia nó xem mặt nó giận thầy, nó giận nữa. Nó trời ơi, thầy ma mà cũng sân si. Vui lắm. Rồi bây giờ thầy đi qua Anh. Bên Anh thì chùa ít lắm. Trong cái Luân Đôn nó có hai cái chùa. Cái chùa Phổ Hiền, cái chùa Từ Đàm. Còn một cái chùa nữa thì nó nằm ở bên Bắc Ái Nhĩ Lan, ở bên đảo đó. Phật tử thì đi chùa 500 cây số. Tức là nó có ba cái thành phố lớn như là Sài Gòn, Huế, Hà Nội, thì cái chùa Từ Đàm nó ở cái thành phố thứ nhì như ở Huế vậy đó. Còn ở Luân Đôn là giống như là Sài Gòn rồi đó. Là thầy trụ trì phải bao xe ca 2 tầng, xe ca bởi nó 2 tầng nữa, cho Phật tử từ Luân Đôn nó về đó để dự lễ, ăn ở luôn tại chỗ. Cái chùa của thầy thì lớn lắm, thầy mua cái nhà hàng của Thổ Nhĩ Kỳ, nó phá sản, nó bán cho thầy là 3 triệu bảng Anh, tức là tính Việt Nam là 100 tỷ. Thầy sửa lại mà 3 triệu bảng Anh nữa là 200 tỷ cái chùa đó. 3.000 mét vuông, lớn 3 tầng, cho nên Phật tử về ăn ở trong đó ba mấy ngày ở đó rồi luôn. Thầy tổ chức bông hồng cài áo xong rồi tối thầy giảng Du Lan, 600 Phật tử. Bên Anh mà tập trung được 600 Phật tử thầy thấy là nhất rồi đó. Ở Úc này đâu có chỗ nào tập trung được 100 đâu. Bên Mỹ còn tệ nữa, 20, 15. Bên Mỹ còn tệ hơn nữa, không có chỗ nào đại khái vậy. Xong rồi thì bên đó nó có cái dịp là bữa nó mùng 10 tháng 7 là chùa tổ chức Du Lan. Hăm mấy tây qua đây, 30-31 tây nữa, nó có cái lễ holiday của Anh đó. Phật tử nghỉ được 2 ngày, thầy trụ trì tổ chức cái khóa tu đó 2 ngày. Thầy ở lại thầy giảng 5 buổi, 2 ngày đó giảng 5 buổi. Xuống cái Luân Đôn là nhà Phật tử họ tổ chức giống như nhà Chúc Huệ rồi nữa. Thầy giảng ở đó 2 buổi nữa. Như vậy là hai cái ngày mà khóa tu đó 5 buổi, Du Lan đó 1 buổi, rồi 6 buổi bông hồng cài áo, rồi buổi ở dưới Luân Đôn nữa. Thầy đi 15 ngày mà giảm 11 buổi. Đi 15 ngày giảm 11 buổi vậy. Thầy vui lắm. Thế thì ở Luân Đôn thì cái tình hình Phật giáo thì chùa thì ít, nhưng mà Phật tử thì tội nghiệp lắm, cũng có cái nhiệt tâm, nhiệt tình lắm. Ở bên đó thì quý vị cho thầy biết đó, củ sắn này mắc nhất. Tức là một cái bao củ cà rốt đó, 15kg, 13 đồng một bao. Mà củ sắn này 5 bảng Anh một củ, 1kg. Xả 1 đồng bảng Anh một tép. Xả đó, cứ tép 1 đồng rồi tép 1 đồng rồi đó. Mắc nhất là bắp chuối, rau muống, củ sắn, lá chuối, lá tre, xả, cái đó là mắc nhất. Còn cái đồ la ghim mà họ trồng ở bản xứ được thì nó rẻ như gì, rẻ lắm, mắc lắm. Mình đã gói bánh quý vị, gói bị gì bây giờ? Bằng giấy chì. Gói bánh giò bằng giấy chì, mua lá không nổi, 9 bảng Anh 1 ký lá chuối. Từ bên Thái Lan ở Việt Nam nó đem qua bán 9 đồng. Cho nên mua giấy chì đó về gói bánh chứ không mua, không có lá chuối được. Tôi hỏi cái bánh gì mà giấy trắng đó, bánh giò gói bằng chứ không có mua lá chuối nữa. Còn tất cả bằng giấy hết, ly uống nước rồi chén tổ tất cả đồ ăn giấy hết, bỏ hết chứ không bằng giấy hết. Nhà bằng giấy hết. Thôi thì sống ở đâu họ nói sao rồi, bên đây nước mà rửa chén mắc lắm sư phụ ơi. Cho nên ăn đồ giấy dột thùng rác chứ không có rửa. Cái nước mà rửa chén mắc lắm, cái nước sinh hoạt mắc lắm, thành ra chùa không có sử dụng nước nổi. Ăn xong rồi bỏ thùng rác, chén đũa tất cả rồi bỏ rác hết. Thì ở đó 10-15 hôm mà đi giảng 17 được. Bên Anh bây giờ thầy còn hai cái giấy mời nữa là Đức và Nhật. Bây giờ không biết là chừng nào đi Đức rồi mà. Lên tòa sứ quán của Anh thì Anh đã nói rằng Âu Châu riêng Anh rồi, không có đi được. Đức qua Anh không được.
mà phải về Việt Nam rồi làm cái visa đi Đức mới được, chứ còn Anh đi qua Đức, còn cái dân Anh thì nó qua Đức giống như mình đi New Zealand vậy đó. Người Úc đi được, còn Việt Nam đi không được. Quý thầy ở bên Pháp qua đi dự Du Lan, chiều về đi có 1 tiếng, đi tàu tốc hành có 1 tiếng. 10 giờ mấy thầy tới cúng Du Lan xong, 1 giờ quý đưa quý thầy ra ngoài ga, quý thầy đi về Pháp có 1 tiếng hả? Xe nó chạy là 360 cây số giờ. Xe điện tốc hành nó chạy mà đi không được. Thôi thì không biết cái nhân duyên nó làm sao thì không biết được. Thì hôm nay thầy qua Úc thì ở Sydney 2 tuần. Năm nay đi có 5 tuần à, không có đi lâu được. Công việc của giáo hội ở nhà cũng lu bu quá. Rồi xuống mà Melbourne ở 2 tuần, chắc đi qua bên Nam Úc, qua bên Hòa Thượng Như Huệ qua 1 tuần xong thầy về. Thì cũng có nhân duyên là 5 lần thầy nhớ là thầy ghé nhà chúc Huệ chúc Thật, đây là lần thứ 5. Thôi thì cầu mong Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý Phật tử, riêng chúc Thật chúc Huệ ráng cố gắng giữ được cái đạo tâm. Rồi nơi cái đạo tràng này có quý thầy Việt Nam qua, thì mời quý thầy đến đạo tràng tư gia có Phật tử giảng pháp cho quý Phật tử nghe để mà tu hành. À, bây giờ thầy kể quý vị nghe cái chuyện ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm rồi mình nghĩ. Một hôm nọ Đức Phật ở trong hương thất ở vườn Lộc Uyển, ngày mới xả thiền ở ngoài cửa đó, cái anh uống rượu say anh đập cửa nói: ông Phật ơi, cho tôi làm Phật giới chứ không phải trên đời nữa, chứ mình không biết làm Phật đâu. Phật mở cửa ra thấy anh đã say mềm mà la làm Phật, đòi làm Phật không. Phật mới bảo A Nan thì giờ đó tắm rửa cạo tóc, tắm rửa lấy y ca sa mặc cho hắn, hắn đòi làm Phật mà, rồi kiếm chỗ cho hắn ngủ. Ngủ tới sáng dậy thấy mấy thầy tăng đoàn đi kinh hạnh, ổng dòm ổng thấy mình cũng tu sĩ nữa, đầu này cạo trọc mà quấn y ca sa đồ, mình đâu có tu mà sao bây giờ nó bình thành tỳ kheo. Ông phát quát, ông sợ ông chạy thì mấy thầy mới thấy có cái ông này lạ đâu mà đột nhập vô tăng xá của mình, tính dở trò gì mà mặc đồ tu ruột theo bắt làm náo loạn lên hết. Phật mới bảo A Nan ra nói mấy thầy thôi, đừng có rượt, để mời ông vô đi gặp Phật. Thì khi mà ông trở vô thì mấy thầy mới phản đối rằng: tại sao Thế Tôn đi độ cái thằng uống rượu say mà cho nó mặc cà sa làm cái chuyện kỳ cục vậy? Thì Phật mới nói: hắn say mà say có mấy giờ hả? 10 giờ nó say, giờ nó tỉnh, nó say mà đó. Mà tại sao nó say nó biết nó đòi làm Phật? Mà Như Lai ra đời mục đích là muốn cho tất cả mọi người thành Phật, bây giờ hắn đòi làm Phật thì Như Lai cho làm Phật chứ có sao đâu. Mấy thầy làm thinh, Phật lý luận gì nữa, phải không? Nó sai mà biết làm Phật, đòi làm Phật thì Như Lai cho làm Phật. Mà cái mục đích Như Lai ra đời là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, là Đức Phật muốn cho tất cả mọi người đó thành Phật. Bây giờ anh sai rồi mà anh muốn làm Phật thì Như Lai cho làm. Như Lai nói cho các thầy biết, ở ngoài thế gian còn có nhiều người sai kiếp này kiếp khác chưa tỉnh, phải không? Sai nhiều kiếp mà chưa tỉnh, còn hắn sai có mộng uống rượu sai đó làm Phật. Còn một cái chuyện nữa hay lắm, cái ông này là một nhà giàu mà cái quê hương của ông thì giặc, cho nên ông bỏ cái quê hương, ông qua cái chỗ khác ông tị nạn. Cái thời gian đó thì ông thấy tình hình cũng tạm ổn, ông về ông bán hết cái gia tài của ông, một bao vàng ông mang đi qua cái địa phương khác ông sinh sống. Thì trên đường đi ông ghé một cái đền thờ của Ấn giáo, ông nghĩ lại. Thì sáng ông quả sao ông bết bỏ quên cái túi vàng rồi, lỉnh khỉnh đồ khoai củ đồ quán đi, còn cái túi vàng đã bỏ lại. Thì cái ông mà ổng quét dọn cái đền đó, ông mới phát hiện được, ông đem về nhà ông cất mà không biết của ai hết, không biết ai đâu mà. Thì
Thì ông dặn vợ con, nếu mà có ai tới đây mà họ nhận được đúng cái bao này, cái số vàng này, mình trả lại cho người ta tội nghiệp. Thì ông nọ ông về tới nhà rồi mất cái bao vàng, ông trở lại ông kiếm này, không biết ai hết. Thì bây giờ ông gặp một cái ông người khác mà tới đó để lễ bái, thì ông mới nói cái ông này là giữ cái túi vàng, ông nằm giữ với người ta. Ông này nói tôi đâu có biết, tôi là cái người khách tới đây để đốt hương lễ bái. Tôi chỉ cho ông là cái ông mà quét dọn coi cái đền này đó. Thì ông tới nhà ông coi thử coi có không. Thế tôi không có biết cái chuyện đó. Cái ông mất vàng đó, ông mới tới cái nhà ông kia. Ông mới nói tôi bỏ quên cái túi vàng ở trong cái đền đó, anh có thấy không? Ông này ông nói có, nhưng mà ông nói cho đúng tôi mới trả. Cái bao làm sao? Vàng trong đó vàng miếng hay vàng cây hay vàng gì đó, ông nói cho đúng không? Ông này nói đúng, ông mới trả lại. Khi mà cái ông mà ông nhận cái bao vàng này, ông mới chia hai thôi, ông nửa tôi nửa. Bây giờ nếu ông không giữ thì tôi mất hết. Bây giờ ông tốt quá, ông giữ giùm tôi, bây giờ tôi nửa ông nữa. Ông nọ nói không, tôi không có làm cái chuyện đó. Ông đem về của ông được. Ông nọ ông mới bỏ ra, ông chạy đi. Ông bỏ nửa cái túi vàng, ông chạy đi. À, thì cái ông này ông ra ngoài, ông là cướp, 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 ông la lên. Thiên hạ chạy tới, nói sao cướp gì? Ông cướp cái lòng tốt của tôi. Cái lòng tốt của tôi không tham, tôi không nhận, mà ông bỏ ra đi. Tức là cái ông mà mang cái túi vàng đi, ông để một nửa đó, ông ăn cướp cái lòng tốt của cái ông giữ cái túi vàng đó. Quý vị nghe chưa? Lòng tốt, ông ăn cướp cái lòng tốt của tôi tốt quá mà. Tôi không có tham của ông, tôi trả lại ông mà ông để ông bỏ nửa túi vàng ở nhà tôi. Ông là hàng xóm chạy tới rồi cướp gì? Ông ăn cướp cái lòng tốt của tôi. Thì ở Mỹ Tho đó, nó xảy ra cái chuyện thế này nè. Khi mà đánh tư sản ngoại bảng đó, thì cái bà A bà đem bà gửi cái bà B Phật tử chùa Vĩnh Tràng 50 lượng vàng. Nhưng bà không cho con bà biết. Rồi sau đó ba mẹ con đi vượt biên. Vượt biên. Mà cái bà mà giữ 50 lượng vàng nè, bà kêu con bà tới bà nói bạn của mẹ gửi. Mà nếu như mai kia mốt nọ mà mẹ có chết, mà bạn mẹ có chết đó, thì có cái điều kiện con trả lại cho con của bà nha. Thì chị này chị nghĩ rằng thôi đi vượt biên, thôi đời nào mà về được. Đâu quý vị vượt biên, quý vị có nghĩ về được không? Không ai nghĩ được. Rồi xong về. Thì cái bà bên Mỹ đã chết. Cái bà này chết. Thì cái năm mà Việt Nam mình mở cửa đó, cho nên hai cái người đó về Thanh Minh đi làm mộ. Về Việt Nam đi làm mộ. Cái chị mà giữ 50 lượng vàng lên sân Tân Sơn Nhất rước hai bà đó về. Bạn thân không? Về xong rồi làm mộ được cúng đàng hoàng tư tế xong hết rồi. Chị mới ra ngoài quỹ ban, chị mới nói nè, hai cái người đó là giật của tôi, lừa đảo tôi 50 lượng vàng. Bây giờ bên Mỹ loại cái đầu về đó. Giờ tôi thưa mấy ông là xử lý cái gì. Nhưng mà tôi mời hết quỹ ban nha, mấy chục người trong ban nó mời hết. 11 giờ quỹ ban ta nói thì cái bộ phận ai xử lý còn không, mà mắc gì mời hết quỹ ban. Không, tôi mời hết để chứng kiến cái việc đó. Họ lừa đảo mẹ tôi lấy 50 cái vàng. Chị đã chơi đặt nhà hàng đúng giờ, chở vô mấy mâm thịnh soạn lắm, mua bia mua đồ cho đàng hoàng. Quỹ ban tới này, hai cái chị đó cũng có mặt đó. Cái chị này chị đứng lên chị khai mạc, chị nói thưa quý vị, mẹ có chơi hai chị này gửi cho mẹ tôi 50 lượng vàng. Bà này mới nói tôi đủ biết hồi nào. hai bà bên Mỹ không biết. Bây giờ hai chị này về Việt Nam, tôi mời mấy anh tới chứng kiến, tôi trả 50 lượng vàng lại cho hai chị. Mấy ông quý bạn nói trời ơi, có nhiều đó không, mình làm tụi tôi cũng hết hồn nữa. Mời tới ăn tiệc chứ đâu có gì đâu, để chứng kiến nè.
hai chị bên Mỹ kia mới nhận 50 lượng vàng chia cho chị này 25 lượng. Tôi lấy 25 lượng, nó chị có công cất cái này của má tôi kinh niệm, tôi lấy 25 lượng thôi, còn cứ 5 lượng thôi, còn 25 lượng. Trọng nghĩa khinh tài, tức là người ta coi cái nghĩa nó hơn cái tiền. À, đại khái vậy đó. Thôi giờ chị một nửa, tôi một nửa. Ở trong Thiền Lâm Bảo Quấn á, hồi đó thầy học á, thì có cái câu chuyện nó cũng tương tự như vậy đó. Ông Huệ An với Huệ Minh là đạo bạn với nhau, nhưng mà nhà của Huệ An thì giàu mà ông Huệ Minh thì nghèo. Mà hai cha con làm co cũng thì gửi cho Huệ An 10 nén vàng mà không cho Huệ Minh, không cho con biết. À, sợ nó biết rồi nó ỷ lại, không có đi làm, không cho biết. Thì con của Huệ An mới kêu, Huệ An mới kêu đứa con tới mới nói bạn của bố gửi cho bố 10 nén vàng con cất nha. Mai mốt mà bố có chết á là con trả lại cho người ta chữ tín nha con. Con của Huệ An đem 10 nén vàng đó cất, hai ông chết hết. Bây giờ con Huệ An mới mời con Huệ Minh tới mới nói là bố anh gửi cho tôi 10 nén vàng mà bố tôi dặn tôi phải trả lại cho anh chữ tín. Bây giờ tôi trả lại cho anh. Con của Huệ Minh nói bố tôi đâu có nói tôi việc đó, tôi không biết. Mà gia đình tôi nghèo làm gì có tiền gửi cho bố anh nhiều, tôi không nhận. Không nhận. À, cuối cùng hết là con của Huệ An mới lên phủ Khai Phong mới mời ông Bao Thanh Thiên, Bao Công xuống xử. Mà Bao Công xử có tiếng đó, xuống mời hai ông này tới hỏi làm sao, báo cáo cho đại quan nghe coi. Thì con của Huệ An mới nói là thưa đại quan, bố của anh này nè, lúc còn sống gửi cho bố tôi 10 nén vàng. Mà bố tôi dặn rằng nếu sau này hai người lớn này chết thì tôi có quyền phải trả 10 nén vàng lại cho anh ta. Nhưng mà tôi trả anh nó không nhận. Bao Thanh Thiên hỏi chứ sao vậy? Bố tôi không nói chuyện đó, tôi không biết. Nhà tôi nghèo làm gì có tiền gửi cho bố anh ta 10 nén vàng, tôi không nhận. Rồi tôi cùng Bao Thanh Thiên mới đem 10 nén vàng này vô chùa làm bạc đổ cho hai ông. Trọng nghĩa khinh tài. Cái hôm đó thầy đi Úc thầy về, thì ở dưới Miêu Bình họ có gửi thầy một số tiền. Về thầy đi cứu trợ cái làng mù ở Vĩnh Châu. Cái làng họ trồng hành họ mù hết, 1,000+ người mù hết. Rồi mà cái số thì mù 2 con thì khoảng 300+. Còn lại một số là 1,000+ đó là mù 1 con, cũng sắp sửa mù hết 2 con. Thì thầy ngủ ở khách sạn Công Tử Bạc Liêu, sáng thì đi vô đó cho nó gần. Thì lúc 10 giờ rồi ở bên Hồng Ngự có cái anh điện thoại cho thầy nói sư phụ ơi, con tìm cái số sư phụ cực quá, khó quá. Tôi hỏi có chuyện gì không mà tìm mà cực quá. Bây giờ con có cái chuyện này con kể sư phụ nghe, sư phụ giúp con nha. Cái năm 1970 con làm chung với cái người Mỹ ở Long Bình, con mượn nó $500 mà con chưa có trả. Bây giờ 72 Mỹ nó rút về nước, bây giờ nó chết rồi nó về nó đòi. Thì con biết con mắc nợ mà ta đòi thì con trả chứ sao. Con ghé cái chùa trong làng con hỏi sư cụ, bây giờ sao sư cụ con mắc nợ thằng Mỹ đó $500 mà nó về nó báo mộng nó đòi 2-3 lần, như con sợ quá, giờ con trả làm sao sư cụ phụ chỉ con. Sư cụ mới nói bây giờ chú tính cái tiền Mỹ, tiền Việt Nam nó đổi ra đi mua gạo đem ra thí cho đồng bào nghèo. Con bỏ ra 10 triệu con mua gạo thí đồng bào nghèo, nó về nó đòi nữa. Giờ sao sư phụ? Tụi nó đâu có được. Bố thí mà trả nó. Bây giờ chú thiếu nợ thầy, thầy đòi chú không trả cho mua gạo chú cho đồng bào. Thà là chú trả thầy rồi thầy mua thầy cho, đúng không? Đó, tự nhiên mà đòi nợ rồi không có trả đi mua gạo cho người ta. Sư phụ không có biết. Thầy học Thiền Lâm Bảo Quấn thầy mới biết. Bây giờ muốn trả không đem tiền lên phụ trả cho, chịu, đem lên đưa thầy 10 triệu. Thầy mới làm cái cách đó ra. Phải cúng trai tăng, in kinh và đúc chuông chứ không thể bố thí được. Cái tiền đó là phải đúc chuông là 1, in kinh là 2, cúng trai tăng là 3. Nhưng mà trước khi mình làm đó mình phải bạch cho Tam Bảo biết. A, mượn tiền, hay là
của B. Bây giờ đó B đòi mà chết rồi, bây giờ A trả, làm sao trả? Thì đem cái số tiền này vào trong chùa để nhờ vị trụ trì đó là mời tăng về cúng đây, tăng để hồi hướng cho hai người này. Cái người trả nợ cũng có phước, mà cái người đòi nợ người ta cũng an tâm. Chứ bây giờ tự nhiên nếu nợ người ta cái mua gạo cho đồng bào nghèo, cho ông Mỹ kêu ông đòi nữa, ông đòi nữa, cho nên ai có nợ trả đi, chứ không mất cái gì nó đòi nữa, mất trong mệt. Một vụ thứ hai nữa ở Bình Thạnh, ở ngã tư Hàng Xanh. Hai cái người bạn này đó không có gia đình, còn trẻ lắm, thân thiện như là anh em đùa kìa đó, cho mượn một số tiền rất lớn, nhưng mà hai bà mẹ không có biết. Khi đó cái anh B mà anh mượn tiền nó bị tai nạn giao thông chết ở Long Khánh, chết về mới báo cho mẹ nó, mẹ trả nợ cho con, con mắc nợ mượn cái ông bà. Thì mẹ của cái anh mà mượn nợ đó, cái anh chết đó, tới hỏi cái gia đình đó, thì bà già bà nói tôi đâu có biết, tụi nó làm ăn nó mượn làm sao nó có nói tôi đâu có biết, để tôi kêu nó tôi hỏi coi. Thì bà già bà kêu thằng con mới hỏi mày cho nó mượn tiền rồi đó. Thôi mẹ ơi, cái mạng người nó quý chứ tiền mà, anh em tụi con thương lắm. Bây giờ mẹ coi ảnh chết như vậy, ảnh có tài vậy mà ảnh chết vậy, cái giá đáng cái tiền nó bao nhiêu thôi, không có nhận. Hai mẹ con không có nhận. Mà cái bà mà con bà chết đó, bà quyết tâm bà trả, mà bây giờ có tiền, bây giờ để cho con mình mắc nợ nó chết như vậy tội nghiệp quá, bà năn nỉ bà lại lục bà trả. Hai người không nhận, không ai nhận hết. Hai bà mới dẫn ra thầy mới trình bày cái chuyện đó. Thầy nói đưa tiền để thầy trả cho, đưa tiền đây. Bà về bà gửi tiền ra cho thầy 1 tỷ Việt Nam, tức là 50.000 đô la. Thầy đốt ba cái chuông, thầy cúng cái chùa Nam Dư Thượng ở ngoài Hà Nội Hoàng Mai một cái, thầy cúng cái chùa Long Khánh ở Quảng Ngãi một cái, thầy cúng cái chùa Kim Sơn ở Vũng Tàu một cái, thầy ra Huế thầy đốt ba cái chuông, chở ba cái chuông về cúng bà đó. Thôi em không ai đòi nữa hết. Nói vậy để quý vị thầy trả nợ. Cái câu chuyện thứ ba nữa đó, hai cái cô này hồi 20 tuổi làm ăn mượn 30 triệu tiền Việt Nam, rồi cái chết cô năm nay là 41 tuổi, 21 năm. Thì cái cô mà cho mượn tiền nó về nói với đứa cháu kêu bằng gì đó, con Hạnh nó còn thiếu tiền gì đó 30 triệu đó. Thì cái con nhỏ cháu này nó tới nó nói hai bà làm ăn rồi thiếu nợ nhiêu, có thiếu nợ không? Có mà lâu quá tao không nhớ. Thôi đi, bà nói 30 triệu nhưng mà tôi không có nhận à, bà làm sao mà làm, tôi không nhận, tôi không biết à. Thì cái bà mà mượn nợ đó đồng ý trả cho cháu của cái cô này, mà cô này nó không nhận, nó dứt khoát nó không nhận. Thì hai người mới ra thưa thầy, thầy nói đưa tiền để thầy trả cho. Bà kia bà mới bóc trong giỏ đưa thầy 30 triệu, thầy cúng trại tặng. Như vậy là thầy trả nợ giùm cho ba người. Ở đây ai có mắc nợ ở Việt Nam nó về trả đi cho rồi đi. Đi mượn tiền đi vượt biên mà không trả người ta, mai mốt là chết luôn, về nó đòi mắc công thầy nữa đó.